Xin chào anh Sửu. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh Sửu về tổng quan của dự án Lakeview Thủ Thiêm, gồm có là Lakeview 1, 2, Lakeview 3 được đặt tên là The Verano, với chủ đầu tư là công ty xây lắp kỹ thuật hạ tầng CI. Đẹp quá. Phước Sửu khi mà bước qua cái khu Lakeview này, Phước Sửu cảm nhận một khu dân cư đáng sống ở Nhật Trang. Nó quá đẹp đi, bởi vì cơ sở ở đây, cơ sở hạ tầng ở đây thì cũng rất là đẹp nè. Đồng bộ nè, vỉa hè, và đặc biệt ở đây là nó mật độ phủ cây xanh rất là tuyệt vời ở Lakeview này Nhật Trang. Đối với lại Lakeview Thủ Thiêm, anh Sửu là nằm trong phân khu chức năng số 3 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, là một trong những khu đô thị được quy hoạch là dân cư đa chức năng mật độ cao. Cái định hướng là sau này thì là ở đây là khu dân cư, và đối diện với mình á là phía sau lưng, trước mặt mình nhìn thẳng sang á anh Sửu, bên kia của đường Nguyễn Cơ Thạch là dự án trung tâm thương mại của chủ tư GS và đang được triển khai luôn rồi. Thì sau này là từ nhà mình ở bên này chỉ việc bước qua đường sang bên đó là trung tâm thương mại. Quá tuyệt vời, khi mà trở thành một cái trung tâm thương mại lớn như vậy thì tha hồ mình nữa là mặc sức mua sắm rất là nhiều cái shop thời trang hay là những tất cả các mặt hàng ở đây, phải không Nhật Trang? Với dự án Lakeview Thủ Thiêm thì chủ đầu tư đầu xây dựng và bàn giao nhà của khu Lakeview 1 đó là vào tháng 12 năm 2018. Đối với Lakeview 2 thì bàn giao vào quý 1 2019. The Verano là được gọi là Lakeview 3 thì đã bàn giao vào quý 2 của năm 2021. 21 đúng không anh Sửu? Quá tuyệt vời à Nhật Trang. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình xem về cái hạ tầng của toàn khu. Thì ở đây tất cả những căn như này thì được xây dựng, đó là anh Lakeview 1 đó anh, thì là mặt tiền là 7 ạ. Nhật Trang ơi, cho Phước Sửu hỏi tí xíu đó. Ở đây thì những cái căn này thì với mặt tiền đường rộng như vậy thì mình có thể là kinh doanh buôn bán hay là mở những cái shop thời trang hay là làm văn phòng đại diện hay không Nhật Trang? Dạ được đó anh, ở đây là tất cả những cái căn ở đây là diện tích là 7x20 ạ, quy hoạch là kinh doanh thương mại đa ngành nghề luôn đó anh. Anh cũng thấy lòng đường này là rất là rộng luôn, mình kinh doanh thương mại rồi đậu xe hay là khách đến giao dịch đều tiện luôn ạ. Quá tuyệt vời đi Nhật Trang ạ. Ở đây là một cái khu đô thị gọi là đẳng cấp. Bởi vì vỉa hè ở đây là được là lót gọi là đá chứ không phải là gạch nữa Nhật Trang. Đúng rồi ạ. Vỉa hè rất là rộng ha. Ở đây là tha hồ mình đi bộ mua sắm và coi như là tập thể dục không Nhật Trang. Thì cho hỏi Nhật Trang, mình đang đứng tại là phân khu nào vậy Nhật Trang? Ở đây là mình đang đứng ở Lakeview 1. Lakeview 1. Dạ. Còn bên tay trái của mình sẽ là Lakeview 3, được đổi tên thành là dự án The Verano, mới bàn giao vào quý 2 năm 2021. Bên The Verano thì nó là giống như là một khu phức hợp anh Sửu, nó có shop house thương mại này, có căn hộ này, có nhà phố này, và rất là đa dạng về diện tích luôn. Thì chút xíu nữa Trang sẽ mời anh Sửu tham quan bên đó. Quá tuyệt vời. Với một cái cách kiến trúc xây dựng rất là đẹp á Nhật Trang, nhìn rất là bắt mắt, giống như mình lạc vào những cái kiến trúc của nước ngoài á, phải không? Ở đây được thiết kế chiều cao bao nhiêu như thế nào vậy Nhật Trang? Ở đây thì là đối với khu chung cư thì chỉ xây dựng là 10 tầng thôi anh Sửu. Còn đối với nhà phố thì mình chỉ được phép là cao 4 tầng thôi. Bởi vì theo quy hoạch của khu quy hoạch Thủ Thiêm, khu đô thị mới Thủ Thiêm thì là cái những lô đất mà sát với hồ trung tâm thì mình chỉ được phép xây cao 4 lầu và chiều cao sẽ đổ dần ra sông Sài Gòn, thì càng gần sông Sài Gòn thì chiều cao sẽ lên là 25 tầng. Thì tại sao mà The River là xây 25 tầng? Còn ở đây là mọi người hỏi, ủa đất đẹp như vậy, vị trí đẹp như vậy, tại sao không xây cao đúng không? Dạ không được nha, chỉ được phép xây 4 lầu thôi. Đó vậy là nâng tầm cái mức sống và cái khẳng định được cái đẳng cấp của cái khu dân cư này đó Nhật Trang. Đúng rồi ạ. Thì ở đây thì hiện tại là sẽ có rất là nhiều giá, rất là nhiều các cái loại hình thương mại và thời gian bàn giao nữa. Ví dụ như những cái căn mà mình vừa đi ngang 7x20 á, thì bây giờ đang có giá chào thôi á anh. Chào khoảng bao nhiêu vậy Nhật Trang? 120 đến 150 tỷ trên một căn 7x20. Được biết một vài cái dự án đang triển khai thời điểm này á Nhật Trang, Phước Sửu thấy là cái giá hình như là nó cao hơn so với mức giá tại Lakeview này á Nhật Trang ạ. Dạ đúng rồi ạ. Ở đây là một trong những khu đô thị mới nhưng mà chủ đầu tư là công ty xây lắp kỹ thuật hạ tầng CI á. Thì với cái định hướng của chủ đầu tư là cứ phát triển đến đâu thì sẽ bán hàng đến đó, chứ không có là quảng cáo rầm rộ, nên về giá bán thì cũng rất là phù hợp với thị trường và không có phải là đẩy cái giá lên nó quá cao đó anh. Đúng rồi, ở đây là một cái gọi là với một mức giá theo như Phước Sửu gọi là trung bình, nhưng mà với một cái đẳng cấp gọi là cũng rất là
level rất là cao chứ không phải là trung bình mà giống như mức giá Phong Nha Trang. Đúng rồi. Ở đây phía bên tay trái mình thì anh cũng nhìn thấy là lối vào của hầm, mà ở đây mình sẽ có lối vào hầm của Lakeview 3 là The Verano. Thì ở trong hầm thì những cái căn nhà phố như thế này mình nhìn thấy ở trên thì mình sẽ có, ở dưới mình sẽ có hầm riêng. À. Hầm riêng cho từng căn, rồi sẽ có hầm chung cho từng căn nữa luôn. Vì thế nên mà cái không gian và cái diện tích sử dụng của mình nó còn nhiều hơn những gì mà mình nhìn thấy ở bên ngoài nữa đó cả nhà. Tuyệt vời quá Nhật Trang. Phước Sửu thấy hình cái hướng này mình đi là mình sẽ trước mắt của mình là một cái tiệc rất là phía bên Nhật tay Trang. Phải mình sẽ là hồ bơi nội khu dành cho dân cư của Lakeview 1 ạ. Ở đây thì mỗi phân khu sẽ là cùng bao khép kín riêng đó anh. Và ở trong giữa của mỗi phân khu thì sẽ có là tiện ích của từng nội khu luôn, đó là hồ bơi, rồi cái không gian xanh để dành cho các bạn nhỏ hoặc là dân cư buổi chiều có thể là đi bộ xung quanh dự án được. Ô tuyệt vời quá Nhật Trang. Ở đây là không những là mình bước bộ ra, tất cả mọi thứ là chạm đến những cái khu vui chơi, mua sắm hay là trung tâm quận 1 và rất là gần Phong Trang. Khoảng cách đây cách sang quận 1 khoảng bao xa? Ở đây mà mình đi thẳng với cái đường ven hồ trung tâm, bây giờ đặt tên mới là đường Tố Hữu, thì chỉ có 3 phút thôi là mình đã lại tới hầm Thủ Thiêm. Qua hầm là mình sang quận nhất rồi, phía bên kia thì ở đây, ngay tại đây thì mình cũng có thể nhìn thấy tòa nhà Bitexco của quận nhất luôn á anh Sửu. Nhật Trang, trước khi mà mình nhìn về bên đó thì bên này đó Nhật Trang, mình lại và mình khám phá luôn cái tiện ích này tí xíu Nhật Trang. Cửa xuống hầm của Lakeview 1 mình sẽ có hai cửa vào hầm nha anh Sửu. Bên tay phải mình sẽ là một cái cửa và bên tay trái mình cũng sẽ là một cửa xuống hầm. Rồi Phước Sửu thấy là có cái điều rất là lạ, tại sao shop house mà có một những cái đường hầm riêng, thì Nhật Trang có thể là chi tiết hơn cho mọi người nắm rõ được về cái đường hầm này như thế nào? Cái đường hầm này thì mình sẽ đi vào là mình sẽ có hầm chung cho toàn khu và sẽ có hầm riêng cho từng căn. Đó là một trong những cái lợi thế của những cái căn mà shop house ở đây đó anh Sửu, thì nó để là tối đa diện tích sử dụng cho những cái chủ sở hữu căn nhà ở đây để được kinh doanh thương mại nó tốt hơn, hoặc là ai cũng muốn sẽ có hầm để xe cho nhân viên, hoặc hầm để làm phòng họp, rồi để dự trữ hàng hóa, hoặc là để những cái trang thiết bị, hoặc là thậm chí là một phòng sinh hoạt chung, thì tùy vào nhu cầu. Nhưng mà cái hầm nó sẽ diện tích nó gần như là rộng tương đương với một sàn của mình luôn, và cái từ sàn lên trần rất là cao. Wow, quá tuyệt vời. Nói như vậy là mình có thể là vừa kinh doanh, vừa để ở và vừa cho thuê vào những cái lối đi riêng biệt đó Nhật Trang. Đúng rồi đó anh. Với cái tiện ích ở đây thì Phước Sửu thấy cảm giác như là khi mà vào đây gọi giống như Nhật Trang nói là nó khòm bao á. Thì đúng là này, có hồ bơi nè, rồi có những cái sân tập thể dục nè. Quá tuyệt vời Nhật Trang. Khi mà Phước Sửu đặt chân tới cái khu dân cư Lakeview này, chắc là hẳn sau này mà nếu có cơ hội Phước Sửu sẽ trở thành cư dân tại đây đó Nhật Trang. Dạ anh Sửu có nhu cầu sở hữu nguyên căn hay là một căn lẻ ở đây thì anh Sửu cứ liên hệ Nhật Trang nha. Tất cả những cái căn hộ mà giá đẹp nhất, view đẹp nhất này, giá tốt nhất này, hoặc là full căn luôn thì Trang sẽ ưu tiên cho anh Sửu. Quá tuyệt vời. Để có nhiều cái thông tin về bất động sản, nhà, đất, căn hộ tại khu vực Thủ Thiêm thì cả nhà alo cho Phước Sửu và Nhật Trang. Mọi người hãy liên hệ với Trang để có được những cái giá mua bán, giá thuê, cũng như thể là tất cả những cái căn shop house ở vị trí đắc địa của Thủ Thiêm theo số điện thoại hoặc là comment ở dưới video này nha cả nhà. Và đặc biệt ở đây là Nhật Trang và Phước Sửu luôn cung cấp tất cả những cái giá trị rất là tốt nhất và những cái pháp lý giấy tờ gọi là chuẩn chỉnh nhất, và hỗ trợ hậu mãi tất cả những cái chương trình cho khách hàng sau khi mà sở hữu những cái căn nhà và biệt thự tại đây.